Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Hoa Kỳ. Tin liên quan đến trốn trong cột trụ bị chết nóng. Một mùi hôi toát ra từ một cột trụ xây đá bên ngoài một siêu thị thực phẩm Winco Foods ở Lancaster, Nam California, đưa đến một sự khám phá ghê rợn vào chiều thứ Bảy vừa qua. Quản lý cửa hàng này đã gọi một người thợ sửa ống nước tới để tìm hiểu về một vụ mà ban đầu họ tưởng mùi hôi xuất phát từ nước cống bị rỉ ở đâu đó. Khi người thợ bắt đầu gỡ bỏ những viên đá ra khỏi một cây cột rỗng, ông ta tìm thấy một chiếc giày tennis và một cái chân nằm ở trong đó. Được khám phá vào lúc 2 giờ 40 giờ thứ Bảy, thi thể có thể là một anh bị truy tìm vì tình nghi bị tội ăn cắp xe. Anh ta đã biến mất vào ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 8, sau khi leo lên mái nhà của cửa hàng để trốn cảnh sát. Lúc đó, các cảnh sát viên cho rằng anh ăn trộm đã bỏ chạy mất. Đến khi tìm thấy xác, họ cho rằng anh ta có thể nhảy từ mái nhà và chui vào trong cây cột đá rỗng ở phía trước cửa tiệm Winco để trốn. Trưởng sở cảnh sát Los Angeles County nói với đài KTLA, anh ta có thể đã chui vào trong đó và bằng một cách nào đó trèo xuống cây cột, tìm cách trốn cảnh sát và sau đó không thể lùi thoát ra ngoài. Lancaster nằm ở rìa khu vực sa mạc California. Viên chức cảnh sát nói ở nơi đây mỗi ngày nóng tới hơn 100 độ. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện chui vào bên trong cây cột đó và bị nướng. Đó là một diễn biến kỳ lạ và nếu anh ấy chết theo cách ấy thì đó quả là một cách chết khủng khiếp. Các cư dân trong khu phố cũng hãi hùng khi biết có vụ chết người vì nóng này. Các viên chức điều tra nguyên nhân tử vong của Los Angeles đã gửi tử thi ra khỏi cột trụ và họ đã điều tra về tên tuổi của anh ăn trộm này, thưa quý vị. Mưa lớn gây ra tình trạng khẩn cấp vì ngập lụt ở Pennsylvania và New Jersey. Trong những ngày nay, mưa lớn gây ra tình trạng khẩn cấp vì ngập lụt ở New Jersey và Pennsylvania. Thị trưởng thành phố Port Carbon, ông Harold Henderson cho biết, mưa trút xuống như thác và nước dâng lên rất nhanh. Họ chỉ kịp di tản một cơ sở giữ trẻ và giải cứu được 13 em bé. Cư dân Pennsylvania hoàn toàn bất ngờ trước tốc độ dâng cao của mực nước ngập, khiến nhà cửa trở thành ốc đảo, xe hơi bị cuốn trôi như những món đồ chơi và mọi ngã đường đều biến thành dòng sông. Một vụ giải cứu đầy kịch tính ở Furnaceville, phía tây Philadelphia, được một người đi đường ghi lại bằng điện thoại di động, cho thấy đứa trẻ 12 tuổi bị mắc kẹt trong một đống cành cây vụn. Lập tức, nhân viên cứu hỏa ở Tremont cho thuyền tới giúp đỡ đứa trẻ này. Carol Morgan là trưởng nhóm giải cứu và phát hiện, xác nhận việc sử dụng thuyền bè trong khu vực vì có những nơi xe tải của họ cũng không thể vào được. Ngay ở phía đông của thành phố Little Falls, một cảnh hy hữu diễn ra là cảnh sát phải điều động nhân viên tới giải cứu cô dâu và chú rể đang đứng trên nóc xe hoa vẫy tay cầu cứu khi cả hai bị mắc kẹt ngay trong ngày cưới của họ. Thống đốc tiểu bang Pennsylvania cam đoan các cơ quan quản lý khẩn cấp vẫn đang làm việc bảo đảm cư dân được di tản kịp thời. Nhưng một số người không hài lòng trước phản ứng chậm chạp của chính quyền tiểu bang, thưa quý vị. Thời tiết mát hơn và chữa cháy rừng ở Riverside dễ dàng hơn. Thời tiết mát hơn khiến việc chữa cháy rừng ở thành phố Lake Elsinore thuộc Riverside County trở nên dễ dàng hơn. Theo nhật báo Los Angeles Times, đám cháy Holy Fire đã đốt gần 23.000 mẫu đất. Tuy nhiên, đến thứ Hai ngày 13 tháng 8, nhiệt độ giảm xuống và độ ẩm đang tăng dần làm cho đám cháy lan chậm hơn và lính cứu hỏa đã chặn được 51%. Tuy nhiên, những điều kiện thời tiết này không phải hoàn hảo, nhưng vẫn khá hơn nhiều so với vài ngày trước vì trời nóng bức, gió mạnh và độ ẩm thấp dễ làm cho đám cháy bùng lên. Bà Kathy Hoxsey, nhà khí tượng học của National Weather Service cho biết, chúng ta may mắn vì nhiệt độ dưới 100 độ F, độ ẩm cao hơn 10% và gió không mạnh. Tuy trời vẫn nóng, vẫn khô và gió vẫn còn khá mạnh nhưng phần nào đỡ hơn mấy hôm trước. Giới hữu trách cho biết thời tiết thay đổi tốt như vậy sẽ giúp hơn 13.000 lính cứu hỏa đối chọi với 11 đám cháy rừng lớn ở khắp tiểu bang California. Bà Lynn Tomachov, phát ngôn viên của Bộ Cứu hỏa và Bảo vệ rừng California nói, lính cứu hỏa sẽ tận dụng cơ hội này để ngăn chặn các đám cháy rừng lan rộng. Cho đến hôm nay, giới hữu trách các đám cháy rừng ở California đã thiêu rụi 695.000 mẫu đất. Và diện tích này rộng gấp đôi diện tích thành phố Los Angeles vì cháy vẫn còn 12.000 cư dân phải di tản, thưa quý vị.
Cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton gặp đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về một sư người Hoa Kỳ đang bị giam. Hôm qua ngày 13 tháng 8, Tòa Bạch Ốc cho biết cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton gặp đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Hoa Kỳ để thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ ông Andrew Brunson, một mục sư người Hoa Kỳ. Tại buổi họp báo, phát ngôn viên Sarah Sanders nói rằng, theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Bolton gặp đại sứ Sada Kelik để thảo luận về việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giam giữ mục sư Brunson và về mối quan hệ Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều viên chức chính phủ cho biết hai bên chưa thiết lập thời hạn cho việc trả tự do ông Brunson. Mâu thuẫn với một số báo cáo của giới truyền thông, mục sư Brunson bị buộc tội ủng hộ cuộc đảo chính chống Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan năm 2016, nhưng ông Brunson luôn bác bỏ cáo buộc này. Jay Sekulo là luật sư của Tổng thống Donald Trump, cũng là người đại diện cho gia đình ông Brunson, nói rằng các cáo buộc cuộc thảo luận giữa hai nước về việc đưa ông Brunson trở về Hoa Kỳ diễn ra rất tích cực và đang trong mong đợi ngày ông Brunson cùng gia đình ông trở về quê hương. Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ là hai đồng minh trong khối NATO không những đang ở mức thấp nhất mà còn bị tổn thương vì việc ông Brunson bị giam giữ, cũng như khác nhau về quyền lợi của Syria. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tăng gấp đôi mức thuế nhập cảng thép và nhôm của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến đồng lira ở Thổ Nhĩ Kỳ bị sụt giảm mạnh, thưa quý vị. Nữ sinh viên Hoa Kỳ chụp hình tốt nghiệp với ca sấu. Một nữ sinh viên Hoa Kỳ muốn hình ảnh tốt nghiệp của mình phải đặc biệt đáng nhớ và đã mặc áo và đội mũ đứng chụp hình bên cạnh con cá sấu dài 14 feet. Mackenzie Nolan, sinh viên Đại học Texas A&M tốt nghiệp chuyên ngành khoa học về động vật hoang dã và thủy tộc. Cô thực tập tại một trung tâm nuôi cá sấu ở Belmont, nơi có khoảng 450 con cá sấu mõm dài châu Mỹ, cá sấu châu Phi và các loài bò sát khác. Texas. Con cá sấu khổng lồ xuất hiện trong ảnh được nhận nuôi từ năm 2016 sau khi ăn quá nhiều khiến nó trở thành mối phiền toái cho các tàu thuyền địa phương. Mackenzie và Tess đã phát triển mối quan hệ đặc biệt kể từ khi cô nữ sinh này thực tập tại trung tâm hồi tháng 5. Cá sấu Tess tuân lệnh khi được gọi tên và làm theo dấu hiệu rạch bằng tay của Mackenzie mỗi lần xuống hồ cho ăn. Cô nói, ngày nào tôi cũng xuống nước với nó. Nó là một trong những người bạn tốt nhất của tôi ở đó và nhún vai trước câu hỏi có sợ hay không. Mackenzie Nolan, 21 tuổi, lớn lên ở Bellevue, Nebraska, nơi cô chưa từng thấy một con cá sấu nào quanh nhà, khác hoàn toàn với công việc hiện tại. Cô cho biết từ bé, cô thường quan sát, thậm chí cầm rắn và các con vật khác. Cô ưa thích và thường nói chuyện với lũ trẻ về thế giới động vật hoang dã, thưa quý vị. Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi mời Tổng thống Đài Loan đến Washington. Vào hôm Chủ nhật ngày 12 tháng 8, ba dân biểu Hoa Kỳ tại California đã gặp nữ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khi bà quá cảnh tại Los Angeles và một trong số này đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ mời nữ Tổng thống đến thăm thủ đô. Ba nhà lập pháp Hạ viện bao gồm Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Ed Troy, dân biểu Brad Sherman và dân biểu Judy Chu đã đón bà Thái Anh Văn tại Los Angeles, trạm quá cảnh đầu tiên trong chuyến công du 9 ngày của bà đến hai nước đồng minh ở Nam Mỹ. Đây cũng là lần đến Hoa Kỳ đầu tiên của bà Thái Anh Văn kể từ khi Quốc hội và Tổng thống Donald Trump phê chuẩn đạo luật Taiwan Travel Act vào đầu năm nay, cho phép các viên chức Hoa Kỳ ở mọi chức vụ được quyền đến thăm Đài Loan, đồng thời cũng cho các viên chức cấp cao của Đài Loan được vào Hoa Kỳ. Trong bài nói chuyện, dân biểu Sherman nói rằng đạo luật Taiwan Travel Act là nhằm khuyến khích Tổng thống Đài Loan đến thăm thủ đô Washington của Hoa Kỳ. Ông Sherman, thành viên ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại vụ, nói rằng ông muốn thấy các chuyến thăm ở mức cao nhất giữa Hoa Kỳ và Đài Loan và ông muốn được chào đón bà Thái Anh Văn tại Washington, D.C. Dân biểu Ed Joyce, thành viên Cộng hòa của Quốc hội, nói rằng các chuyến thăm qua lại sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Washington và Đài Loan. Vào ngày thứ Hai ngày 13 tháng 8, bà Thái Anh Văn đã có bài diễn văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan. Sau đó gặp gỡ một số viên chức Hoa Kỳ và sẽ lên đường đến Paraguay vào buổi tối, thưa quý vị. Béo phì có thể lây từ người sang người là một câu hỏi.
Theo một báo cáo mới của các nhà khoa học tại trường Đại học Southern California, một người dễ có xu hướng bị tăng cân khi chơi với nhiều bạn bè dư cân. Nghiên cứu mới của các nhà khoa học trường USC dựa trên dữ liệu của 12.000 người trong 32 năm, khi một người có nhiều bạn, người quen bị cư dân dư cân hoặc mắc chứng béo phì thì sẽ có hơn 50% khả năng rằng người này sẽ cùng tăng cân với họ. Nếu tìm bạn càng thân thiết thì nguy cơ béo phì lên tăng gấp 3 lần. Theo giáo sư Nicholas Christakis, làm việc tại khoa y của Đại học Harvard, nhận thức về sự béo phì thì của một người đôi khi bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Khi một người bạn thân của bạn mập lên thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ có cảm giác khác về tiêu chuẩn cân đối của cơ thể. Do đó, những người bị béo phì đều có khả năng lôi kéo bạn bè cùng tăng cân với họ. Thêm vào đó, nếu ở trong một cộng đồng có tỷ lệ người béo phì cao, thì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như di truyền, đặc điểm sinh học và có cả thói quen ăn uống của những người này. Điều đó cho thấy béo phì có thể lây truyền qua các mối quan hệ xã hội. Những nhà nghiên cứu từ Đại học Hawaii cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát với 5.000 thanh thiếu niên và cũng thu được kết quả tương tự. Khi đi ăn với những người bạn nặng cân, bạn sẽ có xu hướng ăn cùng các loại thức ăn với họ. Kết quả là bạn cũng sẽ tăng cân theo, các nhà khoa học cho biết. Tuy nhiên, nghiên cứu này không có nghĩa là bạn ngừng giao hảo với những người béo phì, vì nói chung, bạn bè là điều cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng cần giao thiệp với những người bạn có hình thân hình khỏe mạnh, để bạn và những người bạn béo phì có thể học tập cách ăn uống của họ. Cả hai kết quả nghiên cứu của hai trường đại học đều cho thấy rằng một người khỏe mạnh có thân hình cân đối có thể ảnh hưởng một cách hiệu quả đến bạn bè và cộng đồng của họ, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại với điểm tin Việt Nam.